Xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì mình ra tới hit của Honda và xe Winner X phiên bản V3 2022 đã về tới đại lý. Và đây là cận cảnh những hình ảnh chi tiết nhất cho anh em xem. Đó, đây là những cái thông số kỹ thuật của Winner X phiên bản V3. Thì chắc hẳn thì những cái thông số kỹ thuật thì cũng gần như phiên bản Winner X V2 thôi. Nhưng sẽ có cái mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ tăng thêm một chút. Chắc hẳn là Honda đã tinh chỉnh một chút nào đó để cho Winner X sẽ mạnh hơn phiên bản Winner X V2. Và anh em có thể thấy là ngoại hình đã được thay đổi ở cái phần mặt nạ, thì anh em có thể thấy đẹp hơn rồi. Đó, anh em có thể thấy là cái xe này vừa về đã có khách đặt gạch, đã ghi là xe đã bán, dán ngay trên chỗ cái màu của thân của con xe luôn. Với phiên bản đỏ nhám này thì anh em có thể thấy là trông con xe nó có gì đó chắc chắn hơn và không còn cái hiện tượng ọp ẹp như cái phiên bản Winner V2. Cái phần nhựa cánh yếm đã được làm cho quây kín phần động cơ hơn, không để hở vách máy như trước nữa, và ở trên cánh yếm có một cái khe lùa để thông gió, khi chạy tốc độ cao thì sẽ lùa gió vào làm mát máy rất là tốt. Đó, anh em có thể thấy là phiên bản này một cái ngoại hình mới đã được cải tiến, trông có vẻ đẹp hơn. Và cái phần bụng của Honda Winner X phiên bản V3 anh em có thể thấy là đã được thon gọn hơn. Ở cái phần phiên bản Winner V2 thì có lẽ là trông rất là cồng kềnh, và mình đã ngồi lên Winner V2 để chân rất là vướng víu. Đó, anh em có thể thấy là chi tiết xi nhan trước đã được thu gọn, như vậy là rất là yên tâm nên khi anh em đưa vào bãi gửi xe hay như thế nào không có sự va chạm và lơi cái xi nhan ra nữa. Đó, thì phần dàn áo ở phía bụng của xe thì đã được thon gọn hơn và nhìn có gì đó thoải mái hơn, thon gọn. Đó, nhìn đẹp hơn đấy anh em ạ. Cái phần yên thì được rộng như phiên bản V2 nên ngồi cũng khá là yên tâm rồi. Và tiếp đến là phần đồng hồ được cải tiến, bỏ cái thanh ngang ra. Và đợt trước mình đi cái Winner X V2 rất là khó chịu, và bây giờ đã được bỏ ra nên là rất là rộng rồi. Và đây là phiên bản phanh ABS nên có hệ thống cổng sạc USB và hệ thống khóa smart key, như vậy là quá là yên tâm trên được hiện hữu trên dòng xe Winner X này. Ở ngoài nhìn rất là đẹp anh em nhé. Và đây là những một số cải tiến đáng giá không thể bỏ qua được, đó chính là phần ống xả đã được chụp nắp xuống mặt đường, không để xả thẳng vào mặt người đi đường nữa, như vậy là anh em sẽ không gây ra những cái hiềm khích khi mà dừng đèn đỏ. Đó, thì cái phần đuôi thì được giữ nguyên anh em nhé. Thực tế thì cơ bản là cải tiến ngoại hình và một chút công nghệ được đưa lên Winner X phiên bản V3, nhưng sẽ có cái gì đó sẽ ổn định hơn. Đó, anh em có thể thấy là phần đuôi xe, bóng đèn đằng sau xe thì có thể mình thấy là nó thon gọn hơn một chút. Còn phần mâm và phần phuộc thì có lẽ là vẫn sẽ được giữ nguyên. Đó, cái phần yên của Honda Winner đã được may rất là chắc chắn. Và một điểm mới anh em có thể thấy đó là tay côn và tay phanh được để nguyên phần nhôm đúc và không có cái chế độ mà sơn đen nữa, thì anh em có thể bóp mòn tay côn vẫn không bạc màu. Đó, anh em có thể thấy là Honda đã rất tinh tế lắng nghe người tiêu dùng. Đó, cái phần màu của Honda Winner thì đã được trang trí đẹp hơn. Anh em có thể thấy là những cái cải tiến mà Honda đã lắng nghe người tiêu dùng, đã cải tiến được cơ bản, thì chắc hẳn những phiên bản Winner sau sẽ ổn định hơn. Phiên bản này thì cơ bản là anh em thấy là có gì đó nó thon gọn và thanh thoát hơn, không còn cái hình dáng bầu bĩnh và cảm giác cụt ngủn như Honda Winner phiên bản V2. Và anh em có thể thấy là một cái diện mạo mới, một cái hình ảnh mới được đưa lên Winner phiên bản V3. Trước kia thì những anh em có thể thấy là phiên bản Honda Winner V2
anh em rất muốn có một cái ngoại hình nó ổn định hơn, có một cái ngoại hình nó thể thao hơn, thì Honda Winner V3 hôm nay đã cải tiến được phần nào và cảm giác là hình ảnh đã được đẹp hơn. Như vậy là Honda Winner phiên bản V3 ở ngoài rất là đẹp anh em nhé. Và hôm nay mình quay video clip này muốn chia sẻ đến tất cả anh em. Và hiện tại anh em có thể ra đại lý